để tiếp tục chứng kiến trận đấu thứ hai của vòng đấu bảng giải bóng đá sân 7 Mường Xuân năm 2023 trên cúp Hoàng Kim Phụng. Bóng lại về chân của vị trí Đức Thọ, đường chuyền dài của Đức Thọ. Một pha bóng khá nguy hiểm, bóng vừa chạm sang ngang sau pha đưa chân bất ngờ của cầu thủ áo số 2. Cả đang tiến một pha bóng xích chút nữa đã mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng SV 388. Chúng ta cùng xem lại pha rớt bóng bất ngờ của Đức Thọ ở phần sân nhà. Phúc Thịnh là người đá phạt dành cho các cầu thủ máy lạnh 24 giờ. Cú đá khá nguy hiểm. Tình huống mà thủ thành bên phía đội bóng SV 388 đã phải đấm bóng khá vất vả. Vừa rồi thì bóng đã khẽ chạm vào một cầu thủ lập hàng rào và thay đổi quỹ đạo rất khó chịu. Thủ dứt điểm của Đức Thọ suýt chút nữa đã mở tỷ số dành cho SV 388. Thêm cú dứt điểm nguy hiểm nữa và đã có bàn thắng dành cho cầu thủ áo số 2. Pha ghi bàn mở tỷ số của Đức Thọ tuyệt vời. Sau một pha uy hiếp trước đó thì Đức Thọ bây giờ đã có được tình huống dứt điểm chính xác. Trước đó thì anh đã dứt điểm chạm sang ngang từ cự ly rất xa. Bây giờ là bàn thắng ở góc hẹp. Một pha xử lý rất nhanh chân của cầu thủ mang áo số 2 và nó đã mang về sự hiệu quả dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng SV 388. Cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ áo vàng triển khai, xin lỗi, đội bóng áo xanh. Khá nguy hiểm, một cầu thủ cơ động bóng đi cực kỳ khó chịu của số 12, cầu thủ vừa mới vào sân thay người. Tiếp chút nữa thì Văn Thường đã có thể gỡ hòa một điều dành cho các cầu thủ máy lạnh 24 giờ. Nỗ lực tiếp theo nữa dành cho số 11 vẫn còn. Pha xử lý tốt không được, cuộc cầu thủ cuối cùng lại đi khư thiếu chính xác. Đây sẽ là một cơ hội nguy hiểm dành cho cầu thủ bên phía đội bóng máy lạnh 24 giờ có thể hy vọng. Cú đá ngay không được, pha dứt điểm của số 17 đi quá thiếu chính xác. Rất cố gắng của cầu thủ máy lạnh 24 giờ để tìm kiếm cơ hội một đường chuyền hay. Xích chút nữa thì có bàn thắng gỡ hòa dành cho cầu thủ bên phía đội bóng máy lạnh 24 giờ. Một pha bóng mà thủ thành Văn Khang đã chơi cực kỳ cảnh giác. Và kịp thời của thủ môn bên phía SV 388 đã giúp cho họ ngăn chặn được thêm một cơ hội nữa. Và đột phá của Văn Hùng, đột phá tiếp tục pha đi bóng rất hay của số 1, đường cắt ngang, dứt điểm không vào. Bóng đã đập vào người của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh ngọc. Người vừa phòng ngự thành công vừa rồi có lẽ là vị trí của số 10 Thanh Nhã. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng lắc léo của Văn Hùng bên phía cánh phải và cú đá là của cú đánh đầu nguy hiểm không vào. Cơ hội lại bị từ chối, một thời cơ xuất sắc để gỡ hòa dành cho các thủ máy lạnh 24 giờ. Nhưng vừa rồi thì thủ thành bên phía đội bóng SV 88 một lần nữa cho thấy sự xuất sắc của mình. Cơ hội tiếp theo nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng máy lạnh 24 giờ. Lại là Văn Thường, cú ra chân vẫn đi chưa chính xác của số 12. Một pha bóng bất cẩn nữa của Quang Quý và đây là cơ hội dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Một điều, quá đẹp mắt. Thời cơ đã được tận dụng tốt và bây giờ Văn Thường đã lên tiếng sau khi anh bỏ lỡ khá nhiều những cú dứt điểm trước đó. Bây giờ thì số 12 đã có được pha kết thúc thành bàn. Cú đã cực kỳ khó chịu khi mà Văn Thường đã có được khoảng trống và đã ngay lập tức tận dụng thành công. Sai lầm của các thủ bên phía đội bóng SV 388 đã phải khiến cho họ phải trả giá với bàn thua. Cơ hội trở lại của Đắk Long, bóng thì chưa đủ hiểm không. Và dứt điểm tốt và tỷ số đó là 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng máy lạnh 24 giờ và đó là Thủy Phạm. Thủy Phạm có sáng với pha đá phạt trực tiếp thành công để giúp cho các cầu thủ máy lạnh 24 giờ có được lợi thế vượt lên. Một màn lội ngược dòng ấn tượng của đội bóng áo xanh dương. Bàn thắng kế tiếp nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh và đó là Văn Hùng. Cú ra chân rất gần không thể cản phá. Quá tuyệt vời cho các cầu thủ bên phía đội bóng phải làm 24 giờ. Họ tiếp tục một màn trình diễn ấn tượng trên sân vào lúc này và Văn Hùng đã cụ thể hóa được những cơ hội của đội bóng áo xanh dương bởi cú dứt điểm cực kỳ quyết đoán. Một cơ hội nữa dành cho Văn Thường, pha chạm bóng của số 12 lại đi ra ngoài. Đó là một khoảng trống lớn dành cho Văn Thường, nhưng anh lại dứt điểm không chính xác trong tư thế đối mặt. Tiền mã rót bóng dài, cú đánh đầu không vào. Vẫn rất tiếc là vẫn chưa thể hạ được thủ thành bên phía đội bóng. Tiếp tục một pha qua người hay. Chưa có bàn thắng, bóng vẫn bị phá ra. Vẫn chưa có pha ghi bàn dành cho các cầu thủ SV 388 trong những tình huống tấn công của mình. Liên tục những cơ hội bị bỏ lỡ và chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Liên tục những pha áp sát về phía khung thành của các cầu thủ đối phương. Đã có bàn gỡ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo
San trong tình huống vừa rồi, và người ghi bàn là vị trí của số 7. Như vậy thì vị trí đó là của Quang Quý là người ghi bàn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho các cầu thủ máy, dành cho SV388, và hy vọng lại được nhen nhóm dành cho đội bóng áo xanh ngọc trong trận đấu này. Những tình huống và chạm ở khu vực sát mép đường biên dọc vẫn là những chiến thuật rất khó chịu của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh ngọc. Một cơ hội đó không được, không có qua những điểm thành công dành cho các chân sút may bên phía SV388. Sức ép tiếp tục được tăng cường. Cú đá của Đức Thọ, 3-3 tuyệt vời dành cho số 2 bên phía đội hình của SV388. Một cú cửa lòng vô cùng mẫu mực của Đức Thọ. Cú đúp bàn thắng dành cho cầu thủ mang chiếc áo số 2. Và đã có bàn gỡ hòa 3-3 dành cho SV388 trên trận đấu này. Chúng ta cùng theo dõi lại pha cửa lòng của Đức Thọ. Và xử lý quá tuyệt vời. Thêm pha đón bóng thẳng về phía vòng cấm địa của đối phương, thêm pha chạm bóng xuyên chấm lửa thì chả có bàn thắng kế tiếp nữa. Liên tục những pha bỏ lỡ cơ hội quá đáng tiếc của Bầu Minh Phụng.